cái này. Tuần rồi chúng ta đã xác định là tứ niệm xứ chia nhỏ ra thành 21 cái đề mục. Dạ, tụi vị còn nhớ không? 21 đề mục. Thì trong đó đó là gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Thân, thọ, tâm, pháp. Thân thì gồm có đề mục hơi thở, rồi tứ quay nghi, rồi 32 thể trược, rồi bốn đại, rồi chín loại tử thi. Còn thọ đây là chỉ kể có một thôi nha, thọ đây chỉ có một, có nghĩa là dầu khổ lạc ưu hỷ xả cũng kể là thọ. Thọ nhưng mà trong đó còn ghi rõ thêm chút nữa, đó là hành giả luôn luôn nhớ rõ rằng cái cảm thọ, mà cái cảm giác mà mình đang có đây nè, là cảm giác của cái người tu tập hay là cảm giác của người hưởng thụ nha, cảm giác của phiền não hay là cảm giác của tâm thiện. Thì cái tiếng Pali gọi là Gihasita, có nghĩa là cái cảm giác này nó có liên hệ tới tụng niệm hay không. Rồi có cái thứ hai gọi là Nekhamasita, tức là cái cảm giác này nè, cái cảm giác này nè, nó có được từ trong cái tâm thiện, từ trong cái nội tâm tu tập. Thì nếu mà nói gọn lại thì là như vậy, tức là hành giả cứ thấy trong một ngày mà mình có buồn, vui, dễ chịu, khó chịu, thì cứ ghi nhận rằng cái buồn, vui, khó chịu này nè là nó gắn liền với cái nội tâm tu tập hay là nội tâm tục lụy tục niệm. Rất quan trọng lắm, rất là quan trọng. Thay vì mình chỉ ghi nhận đó là có xả, có hỷ, thì mình nên để ý thêm một chút là cái hỷ, cái xả này nè, nó có gắn liền với tâm tu tập hay không. Thí dụ như mình thấy, mình nhớ tới cái cảnh mình sinh già đau chết đó, mình ngán, rồi cái tâm nó cứ giàu nó không có vui. Nhớ tới cái tuổi già của mình, nhớ tới cái căn bệnh của mình, nhớ tới câu nói của bác sĩ, rồi nhìn cái gia cảnh, gia đạo của mình, của người khác, rồi nhìn cái tình hình thế giới, cái lòng nó không có yên, cứ nghĩ đến cái vô thường, thì cái đó nó buồn, nó lo, ưu tư. Nhưng mà cái đó nên có, là vì sao? Là vì cái cảm giác đó nó hỗ trợ cho cái công phu tu hành, cái đạo nghiệp của mình. Còn những cái buồn vui mình nó vơ va vơ vẩn, ví dụ như mình giận hờn ai đó vì một câu nói, một cái ánh mắt, một cái nụ cười đểu, ví dụ như vậy, mình vui là vì mình, hoặc là mình vui là vì mình có tiền, vì mình có nhan sắc, rồi mình vui là vì bạn bè nó gửi phone cho mình, nó gửi email cho mình, nó liên lạc với mình qua Facebook, vân vân. Thì cái niềm vui đó là vui, nó sai không được, bởi vì niềm vui đó là niềm vui đọa lạc, niềm vui thối thất, niềm vui dễ ngươi, niềm vui đó là niềm vui đi xuống nha. Cho nên nhớ cho đó, coi như là ngoài cái chuyện mà ghi nhận đây là khổ lạc ưu hỷ xả, thì hành giả cũng phải ghi nhận luôn cái khía cạnh đó, đó là vui này buồn này nên có hay không, vui này buồn này hỗ trợ cho đạo nghiệp tu hành hay là nó bào mòn cái đạo nghiệp tu hành nha. Cái đó quan trọng lắm. Rồi tâm, tâm ở đây chỉ là chữ có kể gọn thôi, chỉ kể có một thôi, tâm quán chỉ kể có một, có nghĩa là mỗi một giây nó, một khoảnh khắc vậy, nó chỉ có một cái tâm mà, nhớ nha. Dầu đó là tâm nhãn thức, nhĩ thức, dầu đó là tâm thiện hay là tâm thiền hay là tâm bất thiện, thì mỗi một khoảnh khắc, mỗi một lúc nó chỉ có một tâm thôi. Cho nên mình thấy, mà tại sao mình phải quán chiếu nó, là tại vì khi mình quán chiếu cái cảm giác của thọ quán niệm xứ, cảm giác gần quán chiếu, kiểu ghi nhận phát hiện cái tâm trạng, thì cái tâm trạng gì đó thì tu tập ở tâm quán niệm xứ, nó có cái lợi lớn lắm. Mà tôi nhắc lại một lần nữa, cái người đại căn đại duyên á nha, khi mà nghe nói là theo dõi
cảm giác theo dõi cảm thọ đó, họ có một cách hiểu thứ hai. Còn cái người vô phước đó, thì chỉ có một cách hiểu thôi nha, chỉ có cách hiểu cái này, nhớ trong trong mình nhớ nghe chỗ này. Tôi nói như vậy không có phải là tôi tự tôi nói rằng tôi là người đại căn đại duyên, không phải, mà cũng may mắn là do tôi đọc nhiều người ta thì dám nhận. Chỉ còn nói là đại căn đại duyên tu hành là tinh chuyên miên mật thì không dám, nhưng mà cái này thì dám dám nhận, là mình đọc nhiều thì có. Thì tôi nhắc lại, nếu một người đại căn đại duyên khi mà họ được hướng dẫn theo dõi các cái cảm giác, các cái tâm trạng, những gì nó đang xảy ra trong thân trong tâm, thì nếu mà người đại căn đại duyên họ nghe cái đề nghị mà theo dõi thôi đó, họ hiểu tới nhiều cách. Còn người vô phước vô phần vô thiếu trí, họ hiểu một cách này. Hiểu một cách là sao? Có nghĩa là mình đi, mình biết mình đi, mình ngồi mình biết mình ngồi, mình vui mình biết mình vui, mình buồn mình biết mình buồn, mình đang tâm sân mình biết mình đang sân, mình đang cọc mình đang nổi sùng, mình biết mình đang đam mê, mình đang thích thú, mình đang theo đuổi một cái gì đó, mình đang mong đợi trông chờ một cái gì đó, mình biết biết đang mong đợi trông chờ, biết đây là tâm tham. Thì cái người mà thiếu phước thì họ chỉ biết có thể hiểu tới đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình là người nhiều phước, có cái duyên giác ngộ thì mình có thể hiểu xa hơn cái đó, gặp mấy lần xa là sao. Ngoài cái chuyện mà phát hiện cái gì nó đang xảy ra đó, alo còn nghe phải không? Cái chỗ này chỗ quan trọng nè, cái chỗ này là quý vị nghe xong rồi đập dục cái máy cũng được nữa, thì cái chỗ này chỗ quan trọng nè. Cái người vô phước thiếu phước á, là họ chỉ nghe được, họ chỉ hiểu được cái chỗ là theo cái gì nó đang diễn ra thì theo dõi cái đó. Sống như vậy là sống chánh niệm, rõ tưởng như vậy là số một, nhưng mà nó còn có một núi vấn đề đằng sau cái đó nữa là sao. Họ thấy rằng không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng, và không hề có cái một món phụ tùng nào trong chiếc xe, cái đó không có. Bởi vì sao? Vì chiếc xe chính là đống phụ tùng, mà đống phụ tùng chính là chiếc xe, cho nên mình không có tách nhau ra được, mình không có thể tách nhau ra cái kiểu là cội cây và cái bóng cây, viên ngọc nằm trong cái hộp. Bây giờ mình lấy viên ngọc ra thì cái hộp nó vẫn còn là cái hộp, có nghe kịp không? Ở đây không phải như vậy, thân tâm mình không có thể tách ra như vậy. Bởi vì khi mà mình biết rằng đây là cảm giác dễ chịu, đây là cảm giác khó chịu, thì mình mới biết rằng toàn bộ cái cảm giác này cộng với cái cục thịt này nó làm ra mình. Bây giờ là toàn bộ những cảm giác này nó biến mất, thì có nghĩa là mình chỉ còn lại có cái xác chết không thôi. Nhớ cái đó nha. Mà ngày hôm kia tôi giảng cái này ở Tampa đó, là rất nhiều người đó, rồi tôi nhìn cái mặt đó, họ đơ ra. Thậm chí có người họ còn giận nữa. Có một cái bà già gần chết rồi, tôi nhìn cái mặt bà chắc bà qua không nổi năm nay, bà ráng bà giận, mới giận ở cái chỗ là tôi nói là đi chùa mà không hiểu cái này thì quan phí uổng phí cái việc mình đi chùa nha. Bà giận đó, bà giận vì câu đó mà bà giận, trong khi người ta hướng dẫn mình đó, để mình buông cái tôi mình ra thì mình giận cái câu đó. Bà vô phước vô phần như vậy. Mà bà cụ nó yếu lắm rồi năm nay, tôi nhìn cái gương mặt đó thì bà nói, không phải tôi trù, nhưng mà bà đó thì tôi nghĩ không qua nổi năm nay đâu. Nặng nề, ù lì, mà nó thô kịch, mà nó chân tờ tay di chuyển khó khăn lắm. Mà cái đó mà giận, mà đôi khi nếu mà đổi lại tôi đó, mà trong cái tình trạng sức khỏe như vậy, người ta nhắc như vậy tôi mừng chết. Tôi nhắc lại lần nữa nha. Mình vô phước, vô phần á, thì mình chỉ hiểu được có một phần thôi nha. Tức là mình cứ nghe nó là làm cái gì, biết cái đó chứ mình không có nghe thêm. Nhưng mà nếu mà mình có duyên á, thì mình đi thêm một bước nữa, đi thêm bước nữa, đó là mình thấy rằng mình thật sự là đồ ráp. Thật sự là đồ ráp có nghĩa là hồi nãy đó là mình vui, bây giờ mình buồn, hồi nãy mình vui, bây giờ mình giận nha. Hồi nãy mình thương, bây giờ mình ghét, hồi nãy mình đi, bây giờ mình ngồi. Cái ngồi đó hoàn toàn không phải là cái đi. Cái đi nó hoàn toàn nó không phải là cái ngồi. Hai cái đó hoàn toàn, cái tâm và cái sắc pháp hồi nãy đó, cái lúc mình đang đi đó, nó hoàn toàn nó đã không còn nữa, nó đã biến mất triệt để ha. Cái đi hồi nãy nó hoàn toàn biến mất triệt để, không để một cái dấu vết gì hết. Bây giờ nó đang ngồi nha. Hồi nãy nó đi mà nó vui, bây giờ nó ngồi mà nó buồn, thì cái đi vui mà ngồi buồn nó tuyệt đối nó là hai cái khác nhau hoàn toàn, tuyệt đối triệt để dứt điểm
cũng phải dây dưa nha. Thành ra phải thấy như vậy đó, nhớ cái đó quan trọng cái đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa, nhắc lại hai điều. Điều thứ nhất, những gì mà quý vị đọc thấy trong chánh kinh chỉ là gợi ý thôi, chứ không phải mình ôm từng chữ ở trong đó để mà mình bám chặt cái trong đó. Các vị nghe kỹ không? Ví dụ như ngài nói biết rõ đây là cái cảm giác tục lụy, biết rõ đây là cái cảm giác xuất ly, thì mình không cần phải ôm cái chữ tục lụy, không cần phải ôm cái chữ xuất ly, mà mình có thể quán chiếu thành một cái tên gọi khác mà mình thấy hợp. Các bạn không biết trong rung nghe kịp không? Mình không có cần phải ôm chặt cái chữ mà tục niệm và xuất ly đó, mình không cần. Mà chỉ cần mình hiểu rằng cái vui này nè có hại cho cuộc tu, cái vui này nè cần thiết cho cuộc tu, vậy cũng được nữa, chứ không cần phải ôm khư cái chữ này nói nha. Cái đó cũng là một cái duyên phước của mỗi người nha. Cái đó cái quan trọng, cứ giống như mình ba má dặn mình, ba dặn con nhớ nha, đi rừng nha, đi núi thấy cái nào nó có cái trái hoặc là cái nấm cái hoa mà màu mè sặc sỡ nhiều, cẩn thận nha, cứ thấy nó là nhớ là đọc. Mình nghe như vậy tới hồi mình đi núi đi rừng nhé, màu mè sặc sỡ cái mình nhớ ông già, cái mình cũng niệm đọc thì nó mắc cười quá, nó funny, nó trẻ con, nó quá. Các bị nghe kịp không? Ông già ông nhắc là nhắc kiểu của ông già, còn mình thì mình cứ hiểu cái chữ đọc đây là cái gì, đọc đây là nguy hiểm, đọc đây là ảnh hưởng tới sức khỏe, tới tánh mạng, thì ông già nó còn nhớ nha. Còn cứ thấy mà trong rừng đó mà rắn là một, nhện nè, nấm nè, trái cây nè, hoa mà cũng thấy cái nào mà con cũng biết, mà nó cứ sặc sỡ đủ màu hết, thì con nhớ cái đó là đọc, nhớ cái đó, nhớ một chữ đó thôi, nhớ chữ đọc. Đừng có mà khi mình không có rõ mình đừng có mà rớ vô rồi đổ nợ nha. Nhớ nhà cứ nhớ thấy mấy cái nào mà sặc sỡ là con nhớ một cái chữ rồi đó là đọc. Ông nói vậy thôi, chứ còn mình muốn nghĩ sao mình nghĩ, mình nghĩ nó là nguy hiểm, mình nghĩ nó là chết người, mình nghĩ nó là phải đề phòng, mình nghĩ nó là phải cẩn thận, mình nghĩ nó là phải dè chân, vân vân và vân vân nha. Mà không nói đó, nghe cái là chỉ nghe tôi nói thì quý vị giận, quý vị nói ồ sao ông lãnh coi thường mình quá. Nhưng mà thật ra khi tôi tiếp xúc Phật tử tôi mới tá quả là họ ôm một cái định nghĩa nào đó cứng nhắc. Cũng trong lớp học ngày hôm qua có một cô cũng gần 70, và khi cô nghe tôi định nghĩa về cái từ bi hỷ xả đó, tôi cố ý, không biết quý vị có để ý không, tôi cố ý tôi lựa cách định nghĩa nào mà cho bà con dễ nhớ nhất. Ví dụ như tôi nói bỏng sẻn á là không muốn mình mất cái gì, ganh tị là không muốn người ta được cái gì. Tức nghĩa là nó đây nó hai cặp, cái bỏng sẻn là không muốn mình, cái chữ mình tôi viết lớn, mất cái gì, rồi cái tới chữ ganh tị này là không muốn người ta, cái chữ người ta tôi viết lớn, được cái gì, nghĩa là mình và người ta được và mất. Các vị nghe kịp không? Thì cho nên là khi mình nghe ông giải thích như vậy mình mới hiểu tại sao ông cũng có cái giải thích không giống như mình đọc trong kinh ta. À thì ra ông cố ý ông lựa cái cách nào để cho mình nhớ nghe. Hoặc là ví dụ như từ là muốn cho người ta được vui, được hạnh phúc, bi là muốn cho người ta đừng có đau khổ, hoặc là từ là muốn cho người ta hạnh phúc, bi là không muốn người ta bị đau khổ. Tôi quý tôi lựa cái cách định nghĩa nào cho họ nhớ dạy. Đằng này bác hoàn toàn bác không hiểu được cái hảo ý đó. Bác nói sao cái đích định nghĩa này nó không giống như cái trung kinh mà con đọc. Có nghĩa là tôi nhìn cổ mà tôi ngao ngán, rồi tôi nghĩ tới lớp học của mình. Tôi không biết trong rung mình có bao nhiêu người giống như vậy. Tức là ta tìm cái cách nào đó để cho người, để cho mình thuộc cái bản vũ chương mau hơn, thuộc cái bản tuần hoàn Mendeleev nó mau hơn, thuộc những cái công thức hình học mau hơn, thì mình nó lại trách người ta là tại sao mà cái của ông nó không giống như mấy cái kia. Không lẽ giờ tôi nói thẳng vào mặt tôi nói tại vì mấy cái kia người ta không có màng với anh hiểu không, cái kia người ta làm cho cái người ta thích, còn tôi làm vì tôi nghĩ cái anh cần, mà cứ không hiểu được cái dụng ý này, cứ ăn rồi cứ suy nghĩ tại sao của Du không giống của người khác. Tôi nghĩ đó tôi cũng nản chứ, có nghĩa là người ta cho mình ví dụ, hoặc là ví dụ như quà sinh nhật
người ta bỏ vô trong hộp, người ta gói, người ta thắt nơ cho mình á, thì mình trách, mình nói ủa hồi đó tôi nhà quê đâu có sinh nhật đâu ta, tôi đã không? Ngày xưa mình không có sinh nhật mà bây giờ có sinh nhật là mình phải cảm kích. Được, cái thứ hai, ủa hồi đó nhỏ bạn tôi nó cho quà sinh nhật, nó đưa tôi cái hộp không, chứ nó đâu có gói cái này đâu ta. Hoặc là con nhỏ bạn tôi hồi xưa nó gói cái hình cái bướm, một cái nơ, con bướm nơ màu tím mà sao bữa nay ông không có gói hình con bướm mà sao ông lại gói thành hình hoa hồng. Có nghĩa là cái đầu của mình nó chỉ có cái con bướm đó thôi nha. Nhớ cái đó, học đạo là một học đời là hai, không có học bằng cái não trạng mà tàn tật như vậy. Ok, thì như vậy chúng ta có tổng cộng là 21 cái đề tài, 21 cái thể tài, 21 cái đề mục, 21 cái đề mục mà lấy ra chiết xuất từ từ bốn niệm xứ. Một là thân, thọ, tâm, pháp, nhớ cái đó nha. Rồi bây giờ mình trở lại cái pháp quán niệm xứ là sao. Pháp quán niệm xứ có nhiều cách định nghĩa. Thân quán niệm xứ trước hết là trở lại thân quán đi. Thân quán niệm xứ tức là lấy cái thân này làm cái đề mục, làm cái điểm nhắm, làm cái điểm nhắm để mà phát hiện ra cái đặc tướng vô thường khổ vô ngã của danh sắc. Nói là thân quán, nhưng mà tôi nhắc lại, nói là thân quán, nhưng mà khi mà hành giả mà tu tập thân quán thì hành giả cũng cùng lúc phát hiện ra cái tam tướng của cả danh lẫn sắc. Chứ đừng có ôm khư khư cái chỗ này, không lấy gì tôi nói nữa là vậy. Cứ ôm khư khư cái nghe nó thân, có nghĩa là không phải tâm mà thân, có nghĩa là không biết gì hết. Như vậy thì tôi tập thân quán niệm xứ có nghĩa là tôi không có màng gì tới cái thọ cái tâm với cái pháp là sai nha. Có nghĩa là cái người đó họ có duyên, họ đi vào cái niệm xứ bằng cái cửa thân thôi, chứ còn khi họ tu thân quán niệm xứ đó họ hoàn toàn có thể đắc đạo bằng cái tâm hoặc bằng cái tâm hoặc là cái thọ hoặc là cái pháp quán như thường. Nhớ nha, nhớ cái đó, chứ đừng có ôm khư khư. Mà tôi sợ nhất là cái khư khư á, tôi ngán quá đi. Tôi nhớ tay nó có một câu đó, nó là cái người mà không đọc sách đó là đáng sợ, mà cái người chỉ biết đọc có một cuốn còn đáng sợ hơn. Cái câu này mình cũng phải hiểu rộng nữa, có nghĩa là cái người họ không biết cái gì hết thì đáng ngại thiệt, nhưng mà cái người mà có cái kiến chấp mà khư khư cố chấp đó, lì lợm ngoan cố, nó còn đáng sợ hơn là cái thằng dốt nữa. Hoặc là một cái bà nhà thơ người Canada vào thế kỷ 19 thì phải, Canada hay Anh tôi quên rồi, bà nói thế này: cái thằng mà nó ngu á thì tôi còn chịu đựng được, nhưng mà cái thằng mà nó tự hào với cái ngu của nó thì tôi bỏ tay. Cái câu đó rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng, câu đó hay lắm. Cái câu đó là đã đáng để mà mình là bảng vàng bia đá rồi mình khắc lên. Thằng ngu thì tôi chịu được, nhưng mà cái thằng nó tự hào với cái ngu của nó thì tôi bỏ tay. Có nghĩa là thà nó không biết, rồi thì nó biết mà nó ôm chặt, nó hư hư, nó cho cái biết của nó là coi như là đỉnh cao trí tuệ, là coi như là khuôn vàng thước ngọc, là một cái định lý bất di bất dịch, là một cái hằng số vĩnh cửu, là một cái chân lý tuyệt đối thì có thể giảm được. Nhớ nha. Cho nên cái thân quán niệm xứ ở đây đó là nhìn cái tam tướng của danh sắc qua cái cửa thân. Ví dụ như bây giờ mình đi, mình biết mình đi, mình ngồi, mình biết mình ngồi, buổi đầu nó như vậy thôi, lâu ngày sẽ có một lúc mình thấy à, thì ra cái gọi là Lê Văn Tèo á, nó chỉ là cái sự ráp nội của những cái tư thế sinh hoạt thôi. À, thì ra cái gọi là thằng Tèo á, nó chỉ gọi là những hơi thở vào ra thôi nha. Cái hơi thở vào không phải là hơi thở ra không phải là hơi thở vào, hơi thở ra hồi nãy không phải là hơi thở ra bây giờ, hơi thở vào hồi nãy nó không phải là hơi thở vào bây giờ, cái tư thế đi đứng hồi nãy nó hoàn toàn không phải là cái tư thế đi đứng bây giờ nha. Nó thấy như vậy rồi nó thấy xa hơn, vì đâu mà có đi đứng, vì có muốn. À, vì có muốn, muốn nó có hai: một là vì nó ngồi lâu quá nó muốn hết hết đào hết mỏi, thứ hai vì nó ngồi lâu quá cho nên nó muốn được thoải mái. Nghe kịp không? Lúc đó mình mới tái quả, à thì ra cái dục, cái đời sống của mình toàn bộ là do dục, do cái lòng dục, do cái tham ái nó chi phối. Mà dục ở đây gồm cái hai, chắc lẽ bà con phải ghi cái này, tôi
Tự nhiên tôi cứ hỏi tôi là quý vị hên thì tôi nhớ nhiều, còn quý vị xui thì tôi không có nhớ vậy thôi. Quý vị đi thang máy có hai, nhớ nha. Một là muốn gọi là thang máy trong khổ và thang máy trong 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 lạc. Dạ, hoặc là cái cách ghi thứ hai, thang máy có hai đó là muốn có và muốn không có. Cách ghi nào cũng đúng hết nha. Yeah. Đây là thang máy đó. Thang máy có hai là muốn có và muốn không có, hoặc là thang máy trong trong dục ở trong khổ và không thang máy trong lạc. Thang máy trong khổ là sao? Có nghĩa là khi mình khổ quá mình muốn muốn thoát nữa, cái muốn nó cũng lại nha. Mà mình nghĩ đến cái lạc, nghĩ đến cái dễ chịu đó cũng lại, muốn thoát khỏi cái khổ, muốn thoát khỏi cái ưu cũng lại. Cho nên khi mà hành giả ngồi thiền á, đau quá mà mình muốn cho nó hết đau, cái muốn nó cũng lại, mà tình mình không có ngờ, mình không có ngờ cái muốn đó, mình cứ tưởng cái muốn đó là tâm sân, đúng. Cái cảm giác đau đớn bất mãn chịu không nổi đó là sân, nhưng mà nó kèm theo đó là cái ái, muốn cho nó hết đau cũng là cái ái, nhớ nha. Cho nên ái nó xen vô trong lòng của hành giả trong từng phút, nó tinh vi đến mức mà hành giả có nằm chiêm bao cũng không tưởng được. Hành giả nghe nói là lúc đau ông đang đau ông có tha mái trong cái đau, thì quý vị nghe quý vị tức lắm, quý vị nói ủa sao kỳ, làm gì có chuyện mà tôi tha mái trong cái đau. Nhưng mà thật ra nó tha mái trong đau nó khác tha mái trong trong sung sướng. Ở chỗ gì, tha mái trong sung sướng là anh enjoy nó, anh tận hưởng nó và anh muốn nó còn hoài không không mất. Còn cái tha mái trong khổ là sao, là chính vì tâm sân nó báo động, nó nói tao chịu hết nổi rồi nha, tao chịu hết nổi rồi, thì cái tâm ái nó xuất hiện. Bây giờ làm sao mà đừng có bị nữa ta, làm sao mà thoát được cái này ta, thì đó là ái, nhớ nha, cũng là ái, ái trong khổ và ái trong trong lạc. Chứ đừng có tưởng là ái chỉ có trong một thứ sung sướng vui vẻ thích thú nha, nó dễ sợ như vậy. Có để ý mới thấy, và hành giả mà có để ý sâu sắc hành giả mình thấy nhiều cái chuyện còn rụng rời nữa, đó là có ai mà nghĩ rằng là mình có tha mái trong hơi thở không, tha mái trong ăn trong uống trong nói cười trong bắt tay trong ôm trong hôn trong liếc nhìn trong lắng nghe âm thanh đó, thì mình thấy có lý. Còn cái tha mái mà trong hơi thở làm gì có, mà cứ để ý giùm tôi, có thở nó có cái ngon trong đó, nó có cái đã trong đó, nó có cái dễ chịu trong đó, như trong trong tôi nó có hiểu không nữa. Bây giờ các vị tưởng tượng đi, các vị hít vô rồi các vị giữ đó, các vị giữ đó, giữ cho lâu một chút, tức là mọi khi này thì để nó tự nhiên thôi nha. Còn nay mình giữ hơi lâu một chút thì tự nhiên mình thấy nó có nhu cầu liền à, nó có nhu cầu thở ra. Đấy. Mà khi mà nó ra mà các vị thay vì nó để cho tự nhiên, tôi ví dụ thôi nha, tôi nhắc lại tôi ví dụ để cho quý vị có dịp thấy rõ cái bộ mặt của nó, chứ không phải là tôi kêu các vị tu thiền thở là điều khiển, không phải, mà tôi chỉ đang ví dụ thôi, làm ơn nhớ dùng cái này, tôi ví dụ thôi. Bây giờ muốn thấy, muốn cho thấy biết nó tham á thì dễ lắm, thở cho hết rồi đừng có thèm thở vô nha, thở cho nó ra hết đi rồi rồi ngậm ở đó đừng thấy vô nữa, thì tự động mới thấy rằng nó có nhu cầu thở vô, và nó coi như là nó la hét sụp hết, vô đi không vô thì chết, rõ ràng như vậy. Nó muốn mà phải thở vô, bởi vì nó nói rõ ràng lắm, nó nói vì có thể nghe được, vô đi nha, không vô là chết à, thì tự động đút cái đó chính là cái ai yeah. Và các vị phải nhìn nhận nó, từ khi nào quý vị ra bãi biển, quý vị lên cái chỗ núi rừng mà thông thoáng khí hậu trong lành, quý vị phải nhìn nhận cái tôi là thở cho nó sướng lắm. Cái chữ sướng tôi không muốn xài, nhưng mà cái chỗ này bắt buộc phải xài nha. Những cái chỗ nào mà cái không khí nó trong lành sung mãn, mình thở mình nghe nó đã lắm nha, thì đó là ái chứ còn gì nữa. Đấy. Mình đâu có ngờ, mình đâu có ngờ là ái nó theo mình coi như sát nút nha. Và quý vị cũng đâu có ngờ là trong từng cái động tác, tư thế, cử chỉ, đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, nói, cười, nhúc nhích, di động, xê dịch của quý vị là ái nó theo coi như sát nút luôn, mà quý vị cũng có ngờ. Thì nó lúc nào cũng muốn, nó muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái này, muốn cái kia. À, nó liên tục và liên tục, cho nên ái này nó có hai trường hợp, một là muốn đừng có, hai là muốn cho có. À, đó là một cách nói. Cách nói thứ hai, ái trong khổ và ái trong trong hỷ lạc. Ái thứ là ái trong khổ ưu, và ái thứ hai là ái trong hỷ lạc, nhớ nha, cái này quan trọng nha. Rồi cái đó là tôi nói, tôi ôm lại cái thân quán niệm xứ,
đừng có mà hồn nhiên thân đi đến mức mà cứ nghe nói thanh quán là cứ nghĩ rằng thanh quán là thân, là chỉ tập trung được cái thân phải. Đó là cái tại vì cái cơ tánh người đó nó hợp với cái kiểu thân quán, thì Đức Phật để dạy mình quan sát cái tâm thân này để mình nghe vậy mình tưởng là chỉ có cái thân này phải. Lúc đó khi mình đi mình biết mình đi rồi sẽ có cái khi mình đắc đạo là mình nhận ra cái mà tôi vừa nói là mình nhận ra à thì ra cái gọi là lê ăn tẹo á là chỉ là những cái động tác và những cái ước muốn là thực hiện động tác. Nhớ nha, giờ ghi giùm tôi câu đó đi. Hành giả tu tập thân quán hiểu rằng cái gọi là tôi á nó chỉ là những cái hoạt động của thân và cái ý muốn thực hiện cái hoạt động đó, chỉ vậy thôi chứ không có cái gì ngoài ra hết. Mà nó khổ chỗ là có những hành giả, tôi nhắc lại lần nữa, khư cứ cho rằng là sư phụ dạy đâu có dạy cái đó đâu, sư phụ đâu có nói như ông đâu, sư phụ nói là đi biết là đi, ngồi biết là ngồi thôi. Nhưng mà tôi phải nói thêm đó là chắc nha, chứ trong thực tế nếu mà biết đi là đi, ngồi là ngồi thì không thể nào đắc được. Mà sẽ có một ngày hành giả mới thấy ra rằng đi nó là khổ đấy, mà cái ý muốn đi nó là tập đấy. À, mỗi tê là khổ đế, mà muốn thay đổi tư thế nó là tập đế nha. Đời sống mình nó muốn, cái muốn nó thay đổi, mình theo dõi nó theo đuổi mình liên tục. À, thì cái gì nó không phải là muốn thì đó là khổ đế, mà cái nào nó là muốn nó là tập đế. Nhớ nha, nãy giờ là tôi ăn mượn cái tập đế để tôi giảng về cái pháp quán niệm xứ nha. Đó, xin lỗi, tôi mượn một thanh quán để tôi giảng cái pháp quán đó. Các vị nghe kỹ nha. À, tức là những gì mà các vị theo dõi trong lúc mình đi, đứng, nằm, ngồi, thở ra, thở vô, các vị thấy lúc nào có cái muốn xuất hiện thì cái đó là tập đế. Còn lúc nào không có cái muốn thì phải hiểu đó là khổ đế. Và tôi đã nói rồi, cái muốn nó theo quý vị từ cái hơi thở ra vô, nó theo từng cái bước chân, nó theo từng cái lúc mà quý vị thò tay gãi cái này, chiều cái kia, ngoái lỗ tai, ngoái lỗ mũi ha, rồi lấy cái tay mà chùi cái mép miệng, cái tay mà gãi cổ, cái tay mà sờ nhẹ đằng sau lưng sau đó. Quý vị cứ tưởng rằng những cái động tác, những cái cử chỉ đó nó nhỏ, sai bét, không có nhỏ đâu. Nó cũng hoành tráng, nó cũng quan trọng, nó cũng lớn chuyện như là đi đứng nằm ngồi vậy. Tại sao? Vì nó cũng là cử chỉ, nó cũng là oai nghi. Nhớ nha, nghe nói đại và tiểu oai nghi mình coi thường, nghĩ là cái đại quan trọng, không có. Tất cả đều như nhau hết. Anh hoàn toàn có thể đắc đạo khi mà anh quan sát một cái cử chỉ nhỏ của mình. Ví dụ như anh đưa tay lên anh gãi cái trán của anh, thì lúc anh thấy rằng à thì ra cái gọi là lê văn tèo á, nó chỉ là cái này thôi, nó chỉ là ngứa trên trán là khổ ha. Rồi cái ý muốn gãi đó là tập. Nhìn á là khổ, mà thích ở trong cái cảnh mình nhìn á là tập. Cứ như vậy, đời sống của chúng sanh chỉ hai cái này thôi. Cứ khổ quá là lấy cái tập giải quyết, khổ quá là lấy cái tập giải quyết. Trung có nghe kịp không ta? Cứ khổ quá là lấy cái tập giải quyết. Phải ghi cái câu này xăm lên trán. Hôm qua tôi có gặp một cô đây, cô nói bây giờ con học riết rồi thì mình mấy con, tôi nói nhìn không có ra luôn nha. Nhớ câu này, phàm phu á, giải quyết cái khổ bằng cái tập, nghĩa là giải quyết cái khổ bằng cái tham ái. Cứ là đói quá là đi ăn, khát quá thì uống, ngứa quá thì gãi, ngồi lâu quá thì đổi tư thế, rồi nhìn hoài nó chán, cái đổi qua nghe rồi cái ngửi rồi cái nếm rồi cái đụng rồi cái suy tư, rồi cái sáu cái này nó cứ đắp đổi liên tục. Cho nên là một cái người mà hành giả gọi là chuyên chú miên mật thì hành giả thấy à thì ra toàn bộ cái đời sống mình nó chỉ là khổ với tập. Mà bây giờ muốn thoát ra khỏi cái vòng quẩn quanh này thì phải làm sao ta? Là phải chán khổ. À, bởi vì khi mà anh chán khổ á thì anh mới không có tiếp tục đầu tư trong khổ. Vì tôi nhắc lại, từ xưa đến giờ những gì anh thích toàn là thích trong khổ không, mà anh không có ngờ nha. Từ đó giờ anh, những cái gì mà anh thích là đều là thích trong cái khổ không. Cho nên bây giờ anh muốn không có khổ nữa đó thì anh phải chán cái khổ. Chán cái khổ là sao?
có nghĩa là anh chán trong những gì mà anh thấy, anh nghe, anh ngửi, anh nếm, anh đụng. Cái bài kinh này nó quan trọng kinh hoàng lắm, mà biết trong rừng mình có hiểu cái đó không? Mấy kinh khác tôi giảng có rõ như chỗ này nha. Tôi nhắc lại, phàm phu chỉ quẩn quanh trong cái hai đế thôi, tức là khổ đế và tập đế. Khổ đế là tất cả mọi hiện hữu. Vì sao? Vì mọi hiện hữu nó đều nằm trong ba khổ, nhớ nha. Và nói vậy có nghĩa là những gì mà ta đam mê thì nó cũng chỉ là quẩn quanh trong khổ đế. Mà khi mà một người có đủ trí, đủ duyên, đủ phước, họ thấy ra rằng đó là tất cả những cái thứ mà ta đam mê, ta thích thú, nó đều là khổ. Họ muốn ra khỏi cái vòng quẩn quanh đó thì sao ta? Thì họ phải có con đường nào để mà hết quẩn quanh chứ. Thế là họ phải hành trì cái giáo pháp, có cái tinh thần của Bát Chánh Đạo. Biết các vị có để ý cái điều này không? Tinh thần, tôi nói là tinh thần Bát Chánh Đạo, chứ tôi không có kêu quý vị khư khư ôm cái con số 8 nha. Cái này là cái mà 1 tỷ Phật tử đã chết trong con số 8 này nha. Cứ cho con số 8 này là một con số coi như là tuyệt đối, là chí tôn, là vô thượng, là rất là kẹt. Bởi vì các vị nghĩ một cái cách nghĩ rất là đơn giản, cứ ôm con số 8 này các vị nghĩ sao có tam học đi. Quý vị trả lời giùm tôi đi, nếu mà quý vị cho con số 8 này nó là con số tuyệt đối thì tôi hỏi vậy chứ việc giải quyết sao cái vụ mà tam học? Rồi các vị trả lời giùm tôi cái vụ mà 37 pháp phẩm trợ đạo đó, các vị trả lời sao đây? Nếu mà nó giải thoát là phải ôm số 8 như vậy thì còn số 37 kia mình tính sao? Cho nên mình phải thêm chữ tinh thần, cái nội dung, yeah, cái nội dung của Bát Chánh Đạo, cái tinh thần của Bát Chánh Đạo, nhớ nha, cái linh hồn của Bát Chánh Đạo nha. À, linh hồn, nội dung, tinh thần của Bát Chánh Đạo, chứ không phải là mình cứ sống chết ở con số 8 này nha. Cái này quan trọng rồi. Bây giờ khi mà phàm phu thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, và mọi cái đam mê của mình nó chỉ là đam mê trong khổ thôi, thì bây giờ mình muốn nhảy ra khỏi cái vòng mà lẩn quẩn loanh quanh này thì cái chuyện duy nhất đó là chán cái khổ. Mà chán là sao? Chán có nghĩa là mình phải theo dõi nó, mình mới chán được nó nha. Thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào, thấy nó theo dõi lâu ngày nó thấy cái hơi thở, bản thân hơi thở nó làm cái khổ, bởi vì lúc có lúc không. Rồi mình theo dõi lúc vui, lúc buồn, lúc thiện, lúc ác, lúc nhân, lúc quả, lúc phàm, lúc thánh, lúc thiện, lúc thiền, nghe kịp không? Thì muốn chán trong tập trong khổ đế thì anh phải nhìn nó cái nó như thế nào mới chán được nó chứ. Bà già mình kêu mình bỏ vợ thì ít ra bà già mình cũng phải cho mình biết là tại sao mà bà chán con dâu, và bà muốn mình chán luôn con vợ mình mới bỏ được. Ví dụ như ba má của ông Cao Văn Lầu kêu ông bỏ vợ thì họ phải nói rõ lý do chứ. Con lớn rồi, con lấy nó bao lâu rồi mà nó không có con nha. Mà trong xóm này biết bao nhiêu đứa má nhìn nó thấy nó là rớ vô là đẻ mạch nghỉ nha. À, nhìn nó là biết. Còn cái con nhỏ này má nhìn nó giống con khô con mực quá đi nha, nó không có khả năng nha, bỏ đi. Nhà mình có của có tiền cần người thừa kế, mà bây giờ con ôm cái cuộc tình này là cái gì mà như là trai độc cái gì đó, gái độc. Trái độc thì không trái, cây độc không trái, mà gái độc không con. Gia đình mới nói sao đó, cuối cùng ông cắn răng, ông phải chia tay bà vợ. Thì cái từ ngày xưa tôi gọi là để chứ không phải bỏ, mà kêu là để vợ nha, để. Thì trong tiếng Mỹ cũng có cái chữ hay, đó là cái chữ to leave, có nghĩa là bỏ quên, bỏ sót, hay là để lại. À, mà nó không có trùng hợp mà tiếng Việt xưa chứ hôm nay hết dùng rồi. Tiếng Việt xưa cái chữ để vợ có nghĩa là bỏ vợ, để lại đó. Không có cầm theo trong cuộc đời của mình, không có cầm theo trong cái hành trình vạn lý trước mắt. Thì ông mới bỏ, và ông buồn quá đi, ông mới viết cái bài Dạ Cổ Hoài Lan, tức là đêm nghe tiếng trống mà nhớ 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 chồng. Các vị còn nghe không ta? Alo. Rồi vậy là được rồi, đừng nghĩ tôi lạc đề, tôi đang muốn nói một chuyện. Tức là mình muốn bỏ vợ bỏ chồng thì mình phải thấy rõ họ có cái gì mà mình bỏ,
chứ đâu phải mình có đứa con nít, đâu phải mình là một cái người khùng khi cơ muốn cầm cầm bỏ bỏ đâu có được nha. Phải có cái lý do. Thì ở đây hành giả tứ niệm xứ là mới hành giả quan sát thân thọ tâm pháp để thấy à thì ra cái danh sắc nó là như vậy đó, nhưng mà tại vì cái người họ cái căn cơ của họ nó hợp với thân quán niệm xứ thì họ theo dõi cái thân để họ thấy danh sắc. Còn có người thì cái căn cơ của họ nó hợp với thọ thì họ nhìn qua thọ để họ thấy danh sắc. Chứ đừng có nghĩ thọ đây là chỉ có là danh pháp thì sai bét, hoặc là mình nghĩ thân quán niệm xứ là chỉ có cái sắc pháp cũng là sai bét nha. Quý vị nghĩ kỹ, đừng có tin tôi, các vị ngồi nghĩ là ông nói vậy có đúng không. Đó là cái cửa thôi, nếu bước vô cái cửa tức là mình mượn cái cửa đó để đi vô, chứ còn đã đi vô trong cái thân quán rồi làm sao mà các vị không có quan sát được cái danh pháp, tôi chết liền đó, nha. Không thể nào, không thể nào. Thì hành giả thấy rõ ràng mình mỏi nè, mình đang thì mình tại sao mình ngồi, là tại sao mình, bây giờ mình chỉ mình đi là sao ta, à thì ra là tại vì nó mỏi quá sức mỏi rồi, đó là khổ đế hả, bây giờ nó muốn đi nè. Mà tự nhiên lúc đó hành giả thấy chứ bây giờ tôi mới phải nói thiệt, tôi đau lòng khi mà tôi nói thiệt cho bà con nghe mấy cái này là tại sao. Bởi vì bà con chưa có thực tập mà nói sớm quá, mai mốt bà con tưởng bà con đắt, nó kẹt như vậy. Mà bây giờ tôi giảng kinh mà tôi không dạy, không có nói quịch tẹt ra đó thì cũng khó cho tôi. Cái thật ra khi chúng tôi nói ra đó, chúng tôi biết là có nhiều người sẽ chết thẳng cẳng với những gì các vị đọc và những gì các vị nghe chúng tôi nói. Bởi vì khi mà chúng tôi nói rõ quá đó, các vị mai mốt mà là cứ tưởng mình đắt không à nha, khổ vậy đó. Rồi, cảm ơn quý vị. Cho nên cái phá quán niệm xứ là sao? Phá quán niệm xứ là mình có nhiều cửa. Một là mình quan sát tâm của mình, xem mình đang sống trong cái triền cái nào. Thứ hai là mình coi mình đang sống ở trong cái giác chi nào. Cái người mà nhiều cái thiện pháp á thì họ quan sát cái giác chi. Còn cái người tự thấy mình phiền não nhiều quá thì mình quan sát năm triền, tùy mình thôi nha. Hoặc có người họ không có muốn quan sát cái thiện và cái ác của mình thì họ quan sát cái vô ký. Cái này phải ghi được. Thôi tôi làm biến ghi, bây giờ tôi để cho quý vị ghi đi nghe, tôi nản lắm. Bây giờ nghe nè, có người họ thích muốn, họ muốn quan sát cái thiện pháp ở mình, đó là quan sát thân giác chi, coi mình đang sống ở trong cái giác chi nào. Có người thì họ lại muốn đối diện với cái ác pháp của mình, họ coi mình đang sống ở trong cái triền cái nào. Rồi còn có người thì họ không muốn thiện, không muốn quan sát cái ác, mà họ quan sát cái vô ký, tức là cái không thiện không ác, thì đó là quan sát 12 xứ. Quan sát cái cảnh 12 xứ, à đây là nhãn xứ, đây là nhị xứ. Chứ còn họ ngại, họ không muốn quan sát cái bất thiện, mà còn cái thiện thì thấy họ cũng có thiện đâu mà quan sát. Thí dụ như vậy là tùy cơ tánh mỗi người nha. À, quan sát giác chi, quan sát triền cái, quan sát 12 xứ, hoặc là quan sát năm uẩn. Quan sát năm uẩn là sao? À, biết rõ cái này là sắc uẩn nè. Tất cả những gì mà nó thuộc về vật chất, thí dụ như bây giờ mình sờ chạm, mình biết rằng cái tay của mình nó là sắc nè, cái ly đó là sắc pháp nè, cái nóng cái lạnh trong đó là sắc pháp nè. Đó là sắc quẩn là an toàn sắc pháp. Còn thọ quẩn là khi mình sờ cái ly đó mình có cảm giác là dễ chịu hay khó chịu nha. Quý vị nên nhớ cái này, nếu mà có niệm và tuệ sắc son ha, thì không có phút giây nào quý vị không có cảnh để mà ghi nhận ha. Cái câu này phải ghi nữa. Nếu có niệm và tuệ mà chặt chẽ vững mạnh ha, thì không có với cái giây nào mà quý vị không có cảnh để niệm nha. Dầu cái cảnh đó đó là cảnh thiện như là thất giác chi, hay là cảnh bất thiện như là năm triền cái, hay là cảnh vô ký như là 12 xứ nha. Nhớ chỉ cần các vị có niệm có tuệ ngon lành ha, thì các vị lúc nào cũng có thể thấy rõ năm uẩn nó sừng sững, nó lừng lững trước mặt mình để mình quan sát. Và cái điều quan trọng nhất hãy nhớ rằng nó đang có mặt chứ không phải nó là của tôi, không hề có chuyện tôi riêng nó riêng, giống như cái kiểu cái bóng của cái cây, nghe hiểu không, các vị nghe kịp không? Chỉ ghi nhận rằng nó đang có mặt chứ không có phải là nó là của tôi hay là tôi đang có nó. Là vì sao?
vì toàn bộ cái gọi là tôi chỉ là sự có mặt của danh sắc đang hiện hữu bây giờ mà thôi. Alo, Trung Trung còn nghe không? Tôi nhắc lại lần nữa nha, đừng có sợ rằng tại sao ông nói cái này 3.000 lần mà sao ông nói nữa. Tôi nhắc lại, tôi không có mắc cỡ nha. Đó là nhớ rằng nó đang có mặt. Nó là gì? Nó là thọ khổ đang có mặt, thọ lạc đang có mặt. Ngoài cái này ra không còn gì là tôi nữa hết nha. Rồi bây giờ qua tới sắc pháp nè. Tôi đang ngồi, à, mình biết rõ là đang ngồi, thay vì tôi đang ngồi mình biết rõ là đang ngồi ha, đang chạm ha, đang nóng đang lạnh à, thì ngoài cái đất nước lửa gió này ra không còn, không còn cái gì là tôi hết. Chứ không hề có cái chuyện cái nóng này của tôi đang bị nóng, cái cảm giác lạnh này là cảm giác của tôi đang bị lạnh, không phải nha. Không hề có cái đó, mà chỉ có là cái cảm giác lạnh thôi nha. Cảm giác lạnh đang có mặt, cái nóng cái đang có mặt. Thì cái nóng đó nó về cái phía vật chất nó là lửa, mà cái cảm giác nóng nó là dễ chịu hay khó chịu đó là thọ, còn nó là thiện ác thì nó là tâm nha. Còn bây giờ qua sắc quẩn nè, cái nóng cái lạnh đó nó là sắc quẩn, nó là địa, nó là thọ, nó là hỏa đại nha. Cái tay mình sờ chạm nó là cảnh xúc, và cảnh xúc nó là sắc pháp nha. Cái khó chịu dễ chịu nó là thọ quẩn nha. Mà mình biết đây là ly, đây là chén à, đây là nóng đây là lạnh, thì cái biết bằng cái ký ức, cái kinh nghiệm nó gọi là tử quẩn à. Rồi còn cái hành quẩn là lúc đó tôi thích hay là tôi không thích, tôi dễ chịu tôi tham hay là tôi sân. Còn cái thức quẩn chính là cái biết đơn giản, khi mình chạm biết là chạm á, thì cái biết, cái mà biết được cái cảm xúc đó, cái biết của xúc giác nó được gọi là thức quẩn. Và chỉ biết rằng năm quẩn đang có mặt trong phút giây này nha. Yeah. Năm quận đang có mặt chỉ vậy thôi, chứ không hề có làm ơn bỏ cái tôi. Mà cái đó nó là hay cái gì mà nói hoài không hiểu cái đó, biết tôi muốn nghe kịp cái đó không? Nó dễ ẹt à. Mình đi tìm một cái tôi ở trong cái cuộc đời đau thương này, nó giống như mình cố ý mình bán gia tài để mà mình đi tìm một cái quốc tịch bên Iraq vậy đó. Nó y chang như vậy, đời nó khổ quá khổ đi. Ngày hôm qua tôi gặp cái bà cụ mà bà sân si đó, tôi nhìn mà tôi nản rồi. Trời đất ơi, trời nó nóng như thế này mà thân già nó bệnh như thế này mà buồn mà giận. Ông lấy giờ tôi nói quỵt tẹt bác nghe là tôi nghi cụ không có qua nổi năm nay, nên mình nói vậy mình nó ác quá. Nhưng mà trời nó cái gì đâu mà mình không biết đạo thì thôi, còn đằng này biết rồi mà người ta nói cho mình nghe rồi mà mình thôi, bây giờ mình không có nể cái thằng đang nói thì nhưng ít ra mình nghĩ rồi nó đang nói cái gì mà đến cái nước đó mà mình làm không nổi nữa hay sao. Bây giờ đúng mình không có gặp Phật, mình không có gặp Thánh à, nhưng mà ít ra đó mình coi nó nói cái gì. Mà rõ ràng nó đang nói nó giúp mình bớt khổ mà nha, mà cũng không thèm nghe à, cứ ôm một cái biển tào lao. Nhớ thế này, là không hề có một cái tôi nào ngoài ra cái đau hoặc là cái mát mẻ, cái dễ chịu trước mặt. Không hề có một cái tôi nào mà ngoài ra, nằm ngoài ra cái cục thịt này và những cái thiện ác đang diễn ra trong từng giây. Không hề có. Bây giờ giấy ẹt không có tin hả? Bây giờ các vị không tin phải không? Bây giờ các vị cứ bước ra lộn xe đây, nó nghiến một cái thì còn cái thằng nào là thằng Lê Văn Tèo nữa đây? Không có. Không có. Tức là cái đau nè, cái sướng nè, cộng với cục thịt này là thằng Lê Văn Tèo. Mình đóng lên nó cái mạc Lê Văn Tèo. Và ai mà đụng đến cái danh dự, cái sức khỏe, cái tánh mạng của Lê Văn Tèo thì người đó là đang làm tổn thương, đang là hãm hại thằng Tèo. Mình đặt đủ thứ vấn đề mà thật ra là đó chỉ là một cái khối tổng hợp của năm quẩn mà thôi. Dĩ nhiên, hôm nay nếu quý vị mà chọc sùng tôi cũng sùng. Quý vị nói, ủa, nói vô ngã người ta sao cũng sùng, nhưng mà tôi nói nhỏ vô tai quý vị một câu nha, tôi sùng khác quý vị nha, tôi sùng mau lắm nha. Đó là một chuyện. Thứ hai nữa, tôi sùng là do cái niệm tôi nó yếu, chứ không phải tôi sùng là do tôi không biết. Không phải tôi sùng là do tôi không có tin lời Phật, chứ còn tôi tin đức lời Phật, là Phật nói là tôi tin. Tôi tin là Phật dạy rõ ràng, ngài nói đồ ráp rồi tôi tin. Ngài nói rằng nó vừa ráp mà nó vừa tạm nữa, có nghĩa là nó không có lâu. Chứ phải mà nó ráp mà nó lâu cũng đỡ. Ví dụ như nó là đồ ráp nhưng mà nó là platinum á, là bằng bạch kim á, thì hoặc là bằng stainless steel, bằng thép, hay là nó bằng titanium, nó bằng titan thì còn đỡ. Còn này nó là đồ ráp mà nó bằng nhựa, nó bằng sắt, nó bằng đồng,
đem nhúng nước biển ba bữa lôi lên là không còn gì hết nha, nó đã đồ rác mà cái material nó lại là đồ dỏm nữa nha, nhớ cái đó. Rồi nó đã về cái cấu trúc thì nó là đồ rác, mà về bản chất thì cái chất liệu làm nên nó là đồ dỏm nha, nhớ cái đó. Cho nên nó là quán chiếu năm uẩn là vậy đó. Rồi quán chiếu bốn đế là sao? Hành giả thấy rằng hễ lúc nào có cái muốn thì nó là tập, mà lúc nào có muốn vắng mặt thì nó là khổ đế. Và tôi đã nói rồi, đời sống phàm phu chỉ quẩn quanh trong cái hai đế thôi, lúc nào có cái muốn thì là tập, mà lúc nào không có cái muốn thì nó là khổ. Mà chúng ta giải quyết cái khổ bằng cách là chúng ta đầu tư cái tập đi là khổ, muốn hết đi qua chuyển qua ngồi đó là tập, ngồi là khổ, muốn đổi qua đứng đó là tập, đứng là khổ, muốn đổi qua đi là cái muốn đó là tập. Rồi, rồi đứng lâu quá, cái đứng đó là bản thân cái đứng đó là khổ. Rồi nhìn tôi muốn đổi qua tôi ngồi đó là tập. Tôi muốn nói giống như là người bị liệu vậy đó. Tôi muốn nói từ đây tới chiều, nói như nào mà quý vị nổi điên lên tôi vẫn nói, cứ lặp đi lại có nhiêu thôi. Đứng là khổ, để muốn đổi qua ngồi thì cái muốn nó là tập, ngồi là khổ đế, muốn đổi qua qua đi thì cái muốn nó là tập, rồi cái đi đó nó là khổ, mà cái muốn á, cái muốn đổi qua nằm á, cái muốn nó là tập, cái nằm đó là khổ đế, mà giờ tôi muốn ngồi vậy cái muốn đó là tập. Trong rung có nghe không ta? Thì khi mà hành giả thấy cả đời của mình á cứ là khổ tập, hành giả chán quá đi, bây giờ không muốn luân hồi nữa nha, không muốn luân hồi nữa. Tại vì mai là mình làm con người, mình có đầu óc, chứ không phải là mình là khùng điên ba trận, mình không phải là con thú, mà mình biết đạo, mà mình còn chưa hết khổ, là lỡ mai này mà mình gọi là không còn biết Phật pháp, không còn mang thân người nữa thì mình còn khổ cỡ nào. Hành giả nghĩ tới đó hành giả còn ngán nữa, hồi nãy là mình thấy là thanh tâm này nó vô ngã vô thường là mình đã ớn rồi, bây giờ mình còn nghĩ thêm một chuyện nữa, đó là mai này không còn mang thân người nữa thì làm sao trời. Thì giả thấy rằng cái sự quẩn quanh nó trong khổ tập đó, nó đáng sợ, nó đáng chán. Mà bây giờ muốn lìa bỏ cái sự quẩn quanh đó thì sao ta? Muốn lìa bỏ khổ thì anh phải lìa bỏ tập trước, anh phải hết thích trong khổ thì anh mới hết khổ chứ. Nhưng mà làm sao mà chán được khổ đi ta? Cách nào ta? Đó là đạo đệ. Đệ có nghĩa là hành giả phải hành trì cái tinh thần bát chánh đạo, hành trì cái tam học, hành trì 37 phẩm trợ đạo, để chi? Để mà bắt đầu thấy chán, thấy chán danh sắc. Mà hành thì hành đi bằng cách nào? Rốt ráo của bát chánh đạo là rốt ráo của ba chánh đạo là bốn bốn niệm xứ đó, nhớ nha. Tức là hành giả thấy thấy chán hai cái, chán trước mắt và chán 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 xa và chán gần. Chán chán gần là thấy rằng mọi thứ đó bản thân nó là gánh nặng, nó là vô thường khổ vô ngã, mà mình đã từng như vậy trong vô số đời quá khứ, và mình sẽ như vậy trong vô lượng kiếp tương lai. Ớn ở chỗ đó, mà bây giờ không muốn quẩn quanh trong khổ tập đó thì sao? Thì phải hết sanh tử. Mà muốn hết sanh tử thì anh phải chán cái khổ, mà muốn chán cái khổ thì anh phải quan sát nó thiệt là kỹ. Bởi vì từ đó giờ do anh quan sát nó không có kỹ, xưa nay do không quan sát kỹ khổ đế nên chỉ đam mê nó, hoặc chỉ thấy được khía cạnh khổ khổ. Khi nào thấy đủ ba khổ thì mới chán khổ, nghĩa là dứt được tập
có nghe kịp không ta? Xưa nay do không quan sát kỹ cho nên là mình đam mê nó, đam mê cái khổ, hoặc là chỉ thấy được khía cạnh khổ khổ thôi. Mà nếu mà anh chỉ thấy được có một khía cạnh anh mới chán được, anh phải thấy cả ba cái khía cạnh anh mới chán được. Nhớ nha, bây giờ mình muốn lìa bỏ một cái món đồ, muốn lìa bỏ một con người, muốn lìa bỏ một cái nơi chốn, thì mình phải thấy hết, thấy kỹ, thấy rõ những cái khía cạnh mà đáng chán của nó, mình mới bỏ nó được. Tôi nói trong rung nghe kịp không? Chứ còn trong bụng mình nó còn có cái nắng ná, nó còn có cái nắm níu, nó còn có cái lưu luyến, nó còn có cái nuối tiếc thì làm sao mà buông? Khổ quá, khổ đi. Tại vì tôi biết nó có nhiều cái chuyện đó là mình cái nhà nó mình thấy nó làm sao đó mình mới bán, nhưng mà cái lòng nó cứ tiếc. Mỗi lần đi ngang giờ ở nhà cứ tiếc hoài à, tại vì mình chưa có dứt được cái lòng lưu luyến ở nhà đó. Bộ mình chia tay với người nào đó mà cứ 5 năm, 10 năm, 20 năm mà nhớ lại lòng nó vẫn còn day dứt, nó vẫn còn có gì đó nó xót xa, nó có cái đau đớn đồi đoạn trong đó. Là vì sao? Là vì mình vẫn còn thấy ở cái người đó có cái gì đó mà mình không có đành lòng dứt áo ra đi nha. Bây giờ mình muốn lìa bỏ sanh tử là đầu tiên mình phải chán nó. Mày muốn chán nó là anh phải nhìn cái bản cái diện mục của nó ha, thấy rõ nó là cái gì mình mới chán được nó. Chứ bây giờ thấy không rõ là chán cái gì, chán cái một góc thôi à nha, chán cái một góc. Ví dụ như bây giờ mình muốn chia tay cái cô đó, chia tay cái anh đó, mà mình chỉ nói rằng cái người đó họ có cái mùi khó chịu thì như vậy chưa đủ, mà mình phải nói là người đó có cái tánh tình khó chịu, cái hoàn cảnh gia đình người đó phức tạp, anh em dòng họ người đó phức tạp, bản thân người đó phức tạp. Mình mới thấy càng nhiều thì cái dứt khoát của mình nó mới càng mạnh. Còn mà đằng này mình chỉ ồ tại cái anh có cái mùi nặng quá nên tôi bỏ, anh ngủ anh ngái lớn quá nên tôi bỏ. Thì nếu mà cái lý do mà nó càng ít á thì cái động cơ, cái động lực để lìa bỏ nó càng yếu nha. Yeah, tôi nói rồi mới nghe hiểu không ta? Lý do là lìa bỏ đó càng ít thì cái động lực lìa bỏ càng yếu. Cái này, cái câu này cũng phải xâm lên người nữa. Cái người không biết đạo họ thấy cái câu này không nghĩa lý gì hết, nhưng mà các vị có nghe câu này không? Rồi, lý do lìa bỏ mà nó càng ít á, ví dụ như mình chỉ nghĩ tại chồng tôi cái nặng mùi quá nên tôi bỏ, không được. Nếu mà chỉ vì cái nặng mùi không đó thì không có đủ đâu, mai này là chết à. Tôi báo trước nha, nếu mà xa nhau chỉ vì cái lý do này là chết à, nhớ chết bỏ luôn nha, nhớ chết luôn. À, cho nên là phải thấy làm sao mà cho nó ớn nó mới được nha. Chứ còn chỉ vì cái đặng mùi mà bỏ nhau đó, chỉ vì gần trường với con đi học mà họ phải đành bỏ cái chỗ đó, họ đi đến một cái chỗ khác chỉ vì lý do gần trường thôi, thì cái lý do lìa bỏ mà nó càng yếu theo nha. Thì mình quán chiếu danh sách là để mình có được nhiều cái lý do lìa bỏ, mà cái lý do lìa bỏ nó càng nhiều thì cái động lực lìa bỏ nó càng mạnh. Mà cái muốn có cái lý do nó càng nhiều thì sao? Là phải quan sát, phải quán chiếu, và thấy rõ vào là khổ, muốn xê dịch, muốn dời đổi, muốn thay đổi là tập nha. Mà muốn lìa bỏ cái dòng lẩn quẩn này á, là phải nhàm chán trong cái khổ. Mà muốn nhàm chán nhầm đúng cách đúng mức thì chỉ có một cách là thực hiện đây ta, nói vậy thôi chứ đâu có biết cách nào hả, nói cho vui vậy thôi chứ làm sao mà cách nào mà thực hiện cái tinh thần đây ta? Tứ niệm xứ nghe nhớ nha, cứ nói tới nói lui hoài. Alo, các vị còn nghe không? Sao kỳ vậy ta, tại sao cái cô này có nó có hết nghe? Tôi nói các vị đừng có giận nha, ở trong 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 bên thị sĩ tôi có biết cái cô nó cũng giàu
nhất là đời, coi như là nói thêm tiếng Việt Nam nó kêu 1900 quảnh tẹt, 1900 hồi đó cái máy bà mỗi lần bà mở bà phải đập, bà lấy ra bà đập đập đập, nó giống như là an ủi vuốt ve trấn áp gì đó, mình biết là cô tôi tuổi gì chắc cũng để dành tiền mua mốt mua cái hòm ngọc rồi sao, tôi cẩn thận cho nó nha, cái máy cho nó tốt mới được nha. Tôi không phải xài đồ tốt nhưng mà tôi không có chủ trương là xài cái đồ cái máy mà mỗi lần xài nó đập đập đó thì tôi không có được. Tôi nghi quý vị chắc các bạn thân với bà kia này, nha. Có lần tôi bực quá tôi nói cô kẹo quá, chắc cô để dành tiền mua cái hòm ngọc, tại vì sống có dám xài thì tới hồi chết thì chắc cứ mua hòm ngọc thôi chứ đâu có làm sao được. Cứ vậy người ta giận mình là dám nói vậy. Khổ vậy. Tôi nguyện đời sao tôi sanh ra dĩ nhiên phan bằng lòng từ, bằng trí tuệ, bằng tinh thần trách nhiệm nha, chứ không phải phan mà phan kiểu nổi hứng rồi phan được phan, nhưng mà tôi mong như vậy, thà phan cái mặt tôi bằng trí tuệ, bằng tâm từ, chứ còn mà cứ giấu đã nói có biết bao nhiêu người mất mấy chục năm mang tiếng đi chùa tới lúc mà lên bàn thờ rồi để hao tốn tiền bạc để đổ vào cái mà mình gọi là đạo tràng, gọi là tam bảo, để rồi cuối cùng lên bàn thờ ngồi mà cái đầu thì nó rỗng tuếch, không có biết đạo pháp gì hết. Mà trong khi đó quý vị tưởng tượng trong kinh đó suốt 4 A tăng kỳ, mà một A tăng kỳ đó là 10 lũy thừa 140, suốt 4 A tăng kỳ 100.000 để kiếp vừa rồi đó. Vừa rồi thì không phải lúc nào cũng về, không phải lúc nào chừng đó thời gian thì chỉ có chừng đó Phật thì không có đúng nha, cái đó sai à. Nhưng mà tôi đang nhắc là cái thời gian vừa qua có lúc nó nhiều lúc ít, nhưng mà nhiều gì thì nhiều nha, nhiều gì thì nhiều, thì mình cũng phải nhớ rằng là tính trung bình là phải mấy ngàn mấy triệu đại kiếp, mấy ngàn mấy triệu đúng là đại kiếp mới có một vị Phật, nếu mà tính trung bình. Tại vì trong kinh có nói rõ là cái giai đoạn mà là không có Phật ra đời nó nhiều lắm, có những cái giai đoạn mà coi như là cả A tăng kỳ ấy, tức là 10 lũy thừa 140 cũng có Phật ra đời nha. Cho nên nếu bây giờ mình chia đều ra là khoảng vài triệu kiếp, còn bây giờ nếu mà tôi nhân đạo thì cứ 1 triệu kiếp đi, cứ 1 triệu cái đại kiếp có một vị Phật ra đời, 1 triệu đại kiếp có một vị Phật ra đời, các vị tưởng tượng nó ớn cỡ nào. Các vị tưởng tượng trong đời này nếu không có chánh đẳng chánh giác, không có giáo pháp của Ngài, thì khi mình buồn mình khổ quá đó, mình chạy tới mình nương ai, mình gõ cửa ai bây giờ? Trong khi có Ngài nói rõ lắm, Ngài nói mọi hiện hữu là khổ nghe con, mọi ước muốn đều là ước muốn trong khổ, con còn thích trong khổ thì con còn tiếp tục khổ, con muốn hết khổ thì con phải chán khổ, mà muốn chán khổ thì con phải quan sát cái khổ. Mà quan sát cách nào hả con? 4 niệm xứ. Có Ngài nói rõ biết là bao nhiêu. Còn đằng này không có Ngài tôi khổ quá trời khổ, mà tôi không biết phải làm sao. Thất tình, làm ăn thua lỗ, sanh ly tử biệt, muốn mà không được, thương phải xa, ghét phải gần, chiến tranh can qua, rồi gia đình xào xạo, gia đạo bất yên, rồi bất an. Thì các vị tưởng tượng với những cái khổ đó, nếu mà không có giáo pháp thì làm sao đây nha. Mà tới hồi mình biết giáo pháp thì vì nhầm cái lúc mà coi như mà gặp ông thầy tào lao, mà gặp bạn tu bạn cà chớn, mà thêm nữa thì mình cũng có chút nhan sắc, có chút sức khỏe, có chút tiền bạc, có chút học thức, rồi có mấy cái đó là mình cứ tưởng là đủ rồi. Tới lúc mà già đó mới tá quả ra, cái nhan sắc không còn nữa, chồng mình hoặc vợ mình đã đi rồi, con thì mỗi đứa một phương, thân già thì đổ ập xuống bệnh không. Còn cái ông thầy tào lao, cái người bạn đạo tào lao ngày xưa bây giờ đi họ ở đâu? Và cái vấn đề là chính ngày xưa đó, chồng đó, vợ đó, con đó, thầy đó, bạn đó, sức khỏe đó, nhan sắc đó, tiền bạc đó, nguyên một cái đống đó ngày xưa đó, nó đã đầu độc mình, mà cho mình thấy rằng là cứ tà tà là đủ rồi nha.
cứ vô chùa mà thắp hương lễ Phật cúng dĩa trái cây nhét vô cái thùng phước điền ấy, chừng mấy chục bạc là tất nhiên là tu rồi, mà nó xui một chỗ một ngày kia cái đống mà đó, cái đống của nợ mà nó cho mình cái ảo giác đó bây giờ không còn nữa, thầy bạn biết họ đi đâu mất rồi, rồi vợ hoặc chồng mình bây giờ họ cũng không còn nữa, con thì đi đi tứ tán, sức khỏe nhan sắc cũng không có, rồi tiền bạc thì cứ cho là còn nguyên đi, thì nó làm được gì với một cái thân xác già nua héo úa bệnh hoạn tàn phế hả? Đi tưởng tượng đi nha. Cho nên là mình phải cảm kích cảm ơn Đức Phật, và tôi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, Đức Phật không có thể giúp cho mình không có chết, nhưng mà Ngài giúp cho mình không sợ chết được. Đức Phật không thể cho mình tất cả những gì mình muốn, nhưng mà Phật có thể dạy cho mình không thèm muốn cái gì hết. Phật không thể nắm tay từng người mà dắt đi du lịch tất cả vũ trụ, nhưng mà Phật có thể giúp cho ta thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi. Nhớ nha, mà để hiểu được cái này là phải tu tập bốn niệm xứ, thì quán chiếu thân thọ tâm pháp tôi đã nói rồi. Thì quán chiếu thân là rồi thọ tâm pháp thì pháp pháp quán tôi đã nãy giờ tôi đang giảng nè, tức nghe nghĩa là quán chiếu về 12 xứ, về năm uẩn, về thất giác chi, về năm triền cái, về bốn đế, về bốn đế. Các vị có nghe rõ không? Nãy giờ tôi đang giảng về bốn đế đó. Thấy mọi hiện hữu là khổ, thấy mọi đam mê chỉ là đam mê trong khổ, muốn hết khổ thì phải chán khổ, muốn chán khổ thì phải quan sát khổ, mà tứ niệm xứ chính là cách duy nhất để quan sát khổ. Phải ghi công thức này: phải thấy mọi hiện hữu là khổ, thấy đam mê nào cũng là đam mê trong khổ, muốn hết khổ thì phải chán khổ, chán bằng cách quan sát các khổ. Mở quãng đơn tứ niệm xứ đó, nếu đủ duyên thì sẽ không còn đam mê, chứng được diệt đế. Chỉ vậy thôi à, chỉ vậy thôi. Nếu mà đủ duyên nha thì sẽ không còn đam mê, đam mê là tập đế thì chứng được diệt đế. Vậy đó, cứ nhớ cái này, đây là cái cách định nghĩa gọn nhất rõ nhất về tứ diệu đế. Phải thấy được mọi hiện hữu là khổ, thấy rằng đam mê nào cũng là đam mê trong khổ, muốn hết khổ thì phải chán khổ. Chán khổ nghĩa là đừng có đam mê nữa, mà chán bằng cách là quan sát các khổ, tức là tu tứ niệm xứ. Nếu mà đủ duyên thì sẽ không còn đam mê nữa nha. Còn hỏi niết bàn là cái gì thì tôi phải nhấn mạnh là một lần nữa, quý vị hỏi đường Đức Phật, bạch Thế Tôn, cái con đường nào mà đi ra khỏi cái khu rừng này, Đức Phật chỉ mình con đường đó. Rồi cái mình còn hỏi thêm, bạch Thế Tôn, cái cảm giác của cái người mà ra khỏi khu rừng đó nó sẽ ra làm sao, thì theo quý vị Đức Phật có nên nói hay không, và nếu Ngài nói đó thì mình có hiểu hay không. Alo. Cho nên mọi cái cố gắng mà giải thích về niết bàn đó cho cái người mà chưa có chứng là cái chuyện không có cần thiết. Cái chuyện cần thiết là bây giờ con thấy con ở trong rừng con khổ quá phải không, con nói đi đúng không, bây giờ con khổ quá phải không, rồi thì Như Lai mới chỉ cho con cái cách đây nè, đó từ cái chỗ con đứng nè, bước qua phải 3 bước, rồi có chừng sập cái hố nha, rồi đi thẳng nè, con đi 100 mét con thấy một cái gò mối đúng không, thì con giả định gò mối đó là bên tay phải của con đi, rồi bên tay trái con đi 200 mét nha, rồi con mới gặp một cái gốc cây mục đúng không, rồi con giả định là gốc cây mục đó là nằm bên tay phải của con đi nha, thì con quẹo bên tay trái nha, nhớ nha, thì con làm như vậy vân vân và vân vân, con sẽ ra khỏi rừng. Tự nhiên cái mình nói dịch lên cái mình, cái ngu của mình nó trào lên, cái mình hỏi ngài bạch ngài
con cảm ơn ngài dạy cho con đường ra khỏi rừng, nhưng mà thôi sẵn đây con hỏi luôn, cái cảm giác mà mình ra khỏi rừng đó, nó sẽ làm sao bạch ngài? Bởi vì tưởng tượng của cái ai mà ngu hơn cái đó được. Mình ở trong rừng mình hỏi ngài thì ngài chỉ mình cái đường đi nước bước, thì chỉ xong rồi cái tự nhiên cái nỗi khùng rồi cái hỏi à, bạch ngài con thấy ngài hình như là người đã rành lắm á, thôi con hỏi luôn, không biết ở ngoài đó cái cảm giác nó làm sao. Thì quý vị tưởng tượng đi, ngài có nói mình có hiểu hay không. Cho nên đó là lý do trong kinh đó, khi mà giải thích về diệt đế và niết bàn, người ta nói nghe rất là kỳ. Người ta nói là hết phiền não là niết bàn, tức là hỏi cái cảm giác ra khỏi rừng nó ra làm sao. Người ta nói, người ta cho nó là qua khỏi cái lùm cây đó, nó là hết rừng hết. Rồi anh ra khỏi cái lùm đó anh cảm giác thế nào thì kệ anh nha, chứ bây giờ anh chưa có ra. Anh là một cái thằng què mà là một thằng đuôi nữa, chân thì đi không được, mắt thì không thấy đường, mà cứ đòi biết cái cảm giác mà ra khỏi rừng mình làm sao. Mà chưa kể phàm phu mình nó vừa đuôi mà vừa què mà vừa không nữa, cái đầu thì không có tỉnh, là tha mái vô minh mà tà kiến nữa chứ. Vô minh là không thấy đường, mà tà kiến là điên loạn. Vừa tà kiến mà còn thiếu giới thiếu niệm thì cái đó gọi là bị què không có chân nha. Thiếu giới thiếu niệm gọi là bị què không có chân, còn bị vô minh đó là bị đuôi, mà tà kiến là bị khùng. Cái bị tưởng tượng nó vừa bị cục chân mà vừa bị mù mà vừa bị khùng, thì bị tưởng tượng hành trình của mình nó khổ cỡ nào mà không chịu lo đi ra, mà cứ đi hỏi chuyện tào lao nha. Rồi có người họ trách, có người còn mỉa mai đó, nó là đạo Phật ngại nói về cái cứu cánh, bởi vì đạo Phật không có khả năng nói rõ về cứu cánh, thì nó tùy quý vị thôi. Nhưng mà tôi hoàn toàn và tuyệt đối đồng ý cái quan điểm của đạo Phật ở điểm là đạo Phật bày rất rõ cái con đường nào để cho mình thoát khổ, nhưng mà đạo Phật không có dư hơi để mà bàn cái chuyện tào lao, đi giải thích một cái chuyện mà người ta không có tài nào người ta hiểu được. Và sẵn đây tôi nói luôn một chuyện, ngày nào trong cái đầu của mình á mà mình còn thấy rằng có cái tôi và của tôi thì đừng có hòng mà đụng tới niết bàn nha. Vì sao? Vì khi nào mà anh còn thấy cái thân của anh nó là cái gì đó hay ho ngọt ngào, là cần thiết, là hạnh phúc, là cái gì đó positive ha, thì anh không có cửa để mà anh hiểu niết bàn là cái gì đâu nha. Bởi vì anh phải thấy anh nhức răng anh mới có nhu cầu nhổ răng, anh phải thấy rằng anh bị tiêu chảy anh mới có nhu cầu uống thuốc tiêu chảy. Thì sau khi mà anh uống rồi, nhổ răng rồi, chữa trị rồi, thì tự nhiên anh mới hiểu à, hết tiêu chảy nó làm sao, mà hết nhức răng cảm giác ra làm sao. Còn ngày nào mà anh không có chịu thấy rằng cái răng của anh nó có vấn đề, cái đường tiêu hóa bài tiết của anh nó có vấn đề, ngày nào mà anh không chịu thấy rằng là bản thân anh có vấn đề, thì anh không có chấp nhận những liệu pháp, những cái cách thức trị liệu, anh không có màng về y, không màng về dược nha, thì lúc đó anh đừng có hòng mà muốn biết cái cảm giác hết bệnh ra làm sao. Mà anh muốn biết cái cảm giác hết bệnh ra làm sao thì chuyện đầu tiên anh phải ý thức rõ rằng anh đang bị bệnh nha. Anh đang bị bệnh, tôi nhớ hoài có cái chuyện tào lao của ta đó. Mà đi bác sĩ mà trời ơi, mà đi tất cả là 18 ông bác sĩ nha. Mà đi bà ra bác khai như thế này, mà là bác sĩ ô, tôi bị cái gì mà tôi rờ cái gì tôi cũng đau hết trời. Mấy ông mới bắt mạch rồi rọi đèn vô mắt, vô họng, vô lỗ tai, vô lỗ mũi, rồi nghe ngực, nghe lưng, nghe tầm lâm mà mệt, rồi mà chụp X-ray, rồi MRI, rồi soi, rồi đủ điều anh mà không thấy bà bị bệnh gì. Bà đi tất cả là 108 anh hùng đương sự bạc, không có ai môi ra được, từ ông thứ 9, ông thứ 109. Ông quan sát cho đã rồi mới nói, ông nói à, bà nói kỹ lại cho tôi nghe đi, bà bị bệnh gì. Mà nãy bà khai rồi, bây giờ tôi muốn nghe bà khai lại một lần nữa khai bệnh. Mà nó nói tôi rờ đâu cũng đau hết trơn. Ông cầm cầm tay mới lên, ông nói à, thì ra tại cái ngón tay, cái đầu ngón tay các bạn nó bị sưng, cho nên bà rờ ở đâu mà cũng thấy đau. Cái câu chuyện này dĩ nhiên là câu chuyện tào lao nha, nhưng mà tôi rất thích cái câu chuyện này. Khi mà cái ngón tay mình bị đau thì mình đi bập bạ bằng cái kiểu khai của nhà quê, mà mình nói tôi bị cái gì mà tôi rờ đâu cũng đau. Tôi cho rằng đây là một câu chuyện triết học, chứ không phải là câu chuyện dân gian có thật. Mà tôi thích ở chỗ là khi mà cái đầu ngón tay của mình nó bị đau thì mình rờ đâu cũng đau. Khi con mắt của mình nó bị mờ thì mình nhìn cái gì mình cũng thấy nó mờ, cái gì nó cũng bị nhòa.
Thật ra cái nhò nó không phải là bản thân cái vật mình nhìn, mà nó chính là do cái nhãn quan của mình, cái thị lực của mình nha, cái thị lực của mình nha, cái vấn đề là cái đó. Cho nên khi nào mà mình chưa có lìa bỏ được cái thân kiến, ngày nào mà mình còn thấy cái thân này, cái tâm này nó còn ngon lành, nó còn hay ho, nó còn thú vị, nó còn hạnh phúc, nó còn là cần thiết, nó còn có lý do để tồn tại hiện hữu và có mặt, thì cho đến ngày đó tôi năn nỉ anh đừng có dại dột mà bàn tới niết bàn, bởi vì cái cỡ của anh đó không có cửa đâu nha, anh không có đủ trình độ để mà anh chưa đủ sẵn sàng để anh hiểu cái đó đâu, bởi vì anh vẫn còn mang cái đầu bư của một kẻ phàm phu. Anh còn thấy cái thân này nó hay, mà phải có một ngày anh thấy nó là gánh nặng, một ngày nào đó anh thấy rằng hình như anh, cái sự hiện hữu của anh nó bị nhốt ở trong cái này nha, nó bị nhốt trong cái hình hài này, trong cái thân tâm, cái danh sắc này nè, thì cho đến khi đó anh mới có cái cơ may mà gọi là học hỏi chánh pháp. Mà tôi chỉ lo một chuyện thôi, liệu cái ngày mà anh nhận ra cái chuyện đó thì Phật pháp còn trên đời hay không, động trời chỗ đó nha. Chưa kể hôm nay Phật pháp còn đó, mà anh xui mà anh ở một cái địa phương mà nghe pháp khó khăn đó là đời anh cũng đã tàn rồi nha. Nói ra người ta giận, người ta chém mình chết, đó là một sự thật. Có biết bao nhiêu người đi chùa mà cái cơ hội nghe pháp cực kỳ hiếm thôi, là bởi vì cái người mà có thể nói cho họ nghe thì họ không thèm nói, nói làm chi, bây giờ nói mà nó là thành hành giả rồi đó, hành giả thứ thiệt rồi, nó có đi chùa nữa hay không. Và chưa kể nó nói ra nó đau lòng, là cái thứ mà cúng như dữ dội thường là thứ dốt, cái thứ mà nó không có tha thiết với giáo lý, nó chỉ bị tập trung như là phước. Mà bây giờ còn cái thứ mà nó tập trung tu học tìm hiểu thì nó không có hứng thú lắm trong chuyện bố thí. Thì mình thử tưởng tượng mình nên đầu tư cho tên nào, đầu tư cho tên cúng chứ nha. Chứ còn cái tên mà nó bận tâm chuyện tu học đó, thì đầu tư chi, nó đâu mắc mới gì mình. Bây giờ nó có đắc 8 đạo, 15 đạo hay là tứ đạo đâu mắc mới gì mình, thường là như vậy. Thế là cuối cùng rồi thì cái thiệt vẫn là về phía mình thôi. Mình là người đang cầu đạo mà mình không có được cái nhìn cho nó tới nơi tới chốn, rồi suốt đời mình chỉ là cái con chuột bạch của người khác mà thôi nha. Và tôi nhắc lại, muốn lìa bỏ được cái thân sanh tử thì anh phải biết nó là gì để anh chán nó. Cho nên ở trong kinh chuyển pháp luân, Đức Phật này phải là ngày dạy rõ là toàn bộ thế giới của con đang sống, toàn bộ cái việc mà con phải làm, toàn bộ những gì mà con đang gánh chịu, toàn bộ những gì mà làm cho con khóc và cười, tôi nhắc lại, toàn bộ những gì gọi là đời sống của con người của con, toàn bộ những gì làm con khóc và cười, toàn bộ những gì mà con cần phải thực hiện đều nằm hết ở trong bốn đế. Có một điều là do sanh tử nhiều đời con không thấy được điều đó, cho nên khi mà con nghe được cái bài kinh này thì con phải nhớ rằng khổ đế là cái cần phải được hiểu rõ. Hồi đó giờ con không hề biết chuyện đó nha, con sống ở trong bốn đế mà con không biết phải chuyện gì phải làm, bây giờ con nhớ nữa. Khổ đế là cái cần phải được hiểu rõ, tập đế là cái cần phải được đoạn trừ, diệt đế là cái cần phải được chứng ngộ, và đạo đế là cái cần phải được hành trì. Con mở giùm tôi cái bài kinh tứ niệm xứ ở bài kinh Diễm Linh, con có đúng như vậy hay không nha, có đúng như vậy hay không? Có nghĩa là hồi đó giờ con luân hồi con ngu quá đi, con sống trong bốn đế, con buồn vui trong bốn đế, con sanh tử trong ba đế, lộn trong ba đế, con không biết chuyện gì phải làm hết nha. Bây giờ con đã gọi là đó, giờ con sinh tử con chỉ là quẩn quanh trong hai đế khổ tập. Bây giờ đó con biết đạo rồi thì con mới nhớ thêm con còn hai đế nữa để con làm, đó là diệt và đạo. Rồi đó giờ con không biết rằng mọi hiện hữu là khổ nha, mọi hiện hữu là khổ, đam mê nào trong đời cũng là đam mê trong khổ, và càng đam mê thì con càng khổ, như là bệnh lác vậy. Con càng gãi thì con càng càng ngứa, mà con càng ngứa thì con càng gãi, thì cái ngứa nó là khổ, mà cái muốn gãi nó là tập, mà càng gãi càng khổ, mà càng khổ con càng gãi, con càng khát nước, con càng uống nước muối, mà càng uống nước muối thì con càng càng khát nha, nhớ nha, càng khát thì càng uống nước muối. Thì cái cách mà mình chạy trốn cái khổ mà bằng cách mình đầu tư những
mình khỏa lấp nó bằng những cái đam mê nào đó thì nó chẳng khác nào mình giải khát bằng nước muối, nước biển nha. Cho nên hôm nay khi biết đạo rồi thì phải nhớ có bốn việc phải làm. Việc khổ đế là mọi hiện hữu nó cần phải được quan sát ha. Còn khi mà con quan sát như vậy rồi thì con sẽ không còn tiếp tục nuôi dưỡng cái tập đế nữa, nghĩa là con không còn tiếp tục đam mê luôn khổ đế nữa nha. Và khi mà cái con đường nào chứ, con đường nào mà có thể thực hiện được cái chuyện đó, con đường nào mà giúp cho con lìa được cái niềm đam mê trong khổ đế, con đường nào ta? Đó chính là đạo đế. Đạo đế tức là con sống bằng cái tinh thần của bậc chánh đạo thì con mới chán được cái khổ đế, mới lìa được cái tập đế. Mà cái mà mình nói cái tinh, con sống bằng tinh thần đó, mà sống bằng tinh thần đó là sống bằng sao ta? Đó là tu tính niệm xứ. Có nghĩa là con trong từng phút con quan sát cái thân của con nó như vậy, là cái tâm của con nó như vậy đó, những cảm giác dễ chịu khó chịu, những cái tâm trạng thiện ác như vậy đó nha. Là con phải quan sát nó, thì chính cái quan sát đó là con đang hành trì bằng chánh đạo, nhớ nha. Thì con có quan sát khổ đế tới nơi tới chốn thì con mới không còn thích nó nữa, có nghĩa là con không còn tiếp tục có tập đế nữa. Mà nếu đủ duyên thì khi mà con chấm dứt được tập đế trong cái giây phút nào thì giây phút đó được gọi là con đã chứng được diệt đế. Mà để thực hiện được cái chuyện chán được tập mà chứng diệt thì con phải hành đạo nha. Hành đạo, tôi mong là bà con nào mà chép bài cái chỗ này là chép kỹ, chép bự, chép to, chép lớn, chép hoành tráng ra nha, bằng mực đỏ, mực tím, mực màu cam, mực nổi bật nha. Mấy cái chỗ, mấy câu rất là quan trọng à, là phải thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, đam mê nào cũng là đam mê trong khổ à, mọi hiện hữu là khổ mà đam mê nào cũng là đam mê trong khổ, thì cái đam mê đó được gọi là tập đế. Mà hễ ngày nào còn đam mê trong khổ đế, có nghĩa là còn tập đế, trong tập đế còn hiện hữu thì ngày đó mình còn quẩn quanh. Bây giờ muốn hết khổ là phải chán khổ, nghĩa là không còn tập đế nữa. Mà muốn chán thì muốn chán khổ, muốn hết tập thì anh phải hành đạo. Mà hành đạo bằng cách nào? Là sống theo cái tinh thần bậc chánh đạo. Mà sống theo tinh thần bậc chánh đạo là sao? Là tu tứ niệm xứ. Mà tu tứ niệm xứ là gì? Là quan sát khổ đế. Ấy, là anh quan sát khổ đế. Anh quan sát đến mức mà anh thấy rõ cái bản mặt của nó rồi thì anh không còn tập đế nữa. Nha. Quan sát khổ đế để không còn tập đế. Mà cái giây phút nào mà hết được cái tập đế thì giây phút đó được gọi là chứng ngộ diệt đế. Tới đây thì quý vị thấy cái mối quan hệ giữa bốn đế hay chưa? Alo. Tôi xin hỏi. À ha. Dạ rồi. À thôi Ngân này không muốn chạy nữa. Bây giờ tôi phải đi rồi. Bây giờ hôm nay tôi đang ở Dallas. Tôi đang ở Dallas. Bữa nay bây giờ muốn nói rằng giảng xong bài kinh tứ niệm xứ cũng được, mà nói rằng còn giảng cho kỳ sau nữa cũng được, nhớ nha. Tùy mà tôi chỉ ôn lại giùm quý vị thôi. Kinh tứ niệm xứ dầu nói ngắn hay là dài thì cái nội dung vẫn là đề nghị cách chúng ta làm việc với bốn đế nha. Để phải ghi ra nội dung bốn niệm xứ là đề nghị cách làm việc với bốn đế. Một, thấy được mọi hiện hữu là khổ đế vì chúng nằm trong ba khổ. Cái thứ hai, thấy được cái niềm đam mê nào cũng là sự đam mê trong khổ đế. Còn thích thú trong khổ đế
thì cứ tiếp tục có nó, đó là luân hồi. Muốn hết khổ đế thì phải chấm dứt tập đế. Muốn chấm dứt tập đế thì phải hành trì đạo đế bằng cách tu tập bốn niệm xứ. Tu niệm xứ là quan sát khổ đế và tập đế. Như vậy chưa? Khi mà thấy rõ chúng, khi mà thấy rõ khổ đế đó là mọi hiện hữu và tập đế là, tôi dạy quý vị riết giờ tôi muốn đắc quả luôn, tại cứ ôn hoài à. Là niềm đam mê trong trong khổ đế. Thì nếu đủ duyên ta sẽ chấm dứt tập đế. Chấm dứt tập đế lúc nào thì cũng sẽ chứng ngộ diệt đế lúc ấy. Đúng là tôi giảng mà tại sao tôi phải ghi quý vị, tôi cái này tôi phải nói tôi có chịu khó mà tôi sợ quý vị ghi tập 7 nha. Đấy, sơ quả đó không còn tập đế hợp tà nên thấy được niết bàn ở trình độ sơ quả. Thì kịp chưa? Rồi cái tam quả không còn dục ái mở một đơn, một nửa tập đế nên thấy được niết bàn ở cái trình độ tam quả. La hán dứt hẳn tập đế nên thấy được niết bàn ở cái mức độ rốt ráo. Có hiểu không ta? Có nghe kịp không? Muốn hết khổ đế thì chấm dứt tập đế, mà muốn chấm dứt việc tập đế thì phải hành trì đạo đế bằng cách là tu tập bốn niệm xứ. Mà tu niệm xứ là quan sát khổ đế và tập đế. Khi thấy rõ khổ đế là mọi hiện hữu và tập đế là niềm đam mê trong khổ đế thì nếu đủ duyên ta sẽ chấm dứt tập đế. Mà chấm dứt tập đế lúc nào thì cũng sẽ chứng ngộ diệt đế lúc ấy. Sơ quả không còn tập đế hợp tà, tức là cái tham mà đi chung với tà kiến đó, nên sẽ chứng ngộ diệt đế ở trình, nên chứng sẽ thấy được niết bàn ở trình độ sơ quả. Tam quả không còn dục ái, tức là không, tức là đã dứt được một nửa tập đế nên thấy được niết bàn ở trình độ tam quả. Mà la hán là dứt hẳn tập đế nên thấy được niết bàn ở mức độ rốt ráo nhất. Rồi xin hẹn các vị vào sáng ngày mai, chúc các vị thật là an lành. Bữa nay có thể nghe ít nhưng mà quý vị phải nhớ rằng đừng có ham nghe nhiều. Cái vấn đề là nghe cái gì, quý vị đãi tôi ăn cái gì, yến xào bào ngư, mỗi thứ một chén. Tôi cảm ơn. Còn lần này các vị làm cho nguyên một nồi rau luộc thì cũng vậy thôi nha. Nguyên một nồi rau luộc với cơm thiêu thì tôi không, cứ cho tôi một chén yến nha, với dĩa bào ngư, rồi tôi đứng dậy tôi đi, bụng chưa có no lắm nhưng mà bữa đó tôi đã rồi đó nha. Chúc các vị một ngày vui.